Chào cả nhà nhá, chào cả nhà buổi sáng. Đấy. Nay lại sáng nay mà 6 rưỡi rồi cả nhà. Xuống giờ buổi tôi để kéo cá nha cả nhà nhá. Cả nhà theo mình xuống kéo cá. Nên ao, nên đầm. Cả nhà nhiều nhiều cá chứ. Cá rô phi ấy, nó ngáp ấy. Chắc cả nhà không nhìn thấy đâu nhỉ. Đây là cái sông nắm cá lắm, sông là nắm cá rô phi lắm, nó ngáp bằng đàn kìa. Cả cá chép với cá kia có con chấm bé, cả nhà chắc không nhìn thấy nhỉ. Hôm nay xuống nhà Bùi Tôn lại lên ao, 2 năm một lượt, đấy cả nhà. À, anh em nó đang ở dưới đấy, mình xuống sau, mà cả nhà đi theo mình nha. Lên cá. Bên đường rất đẹp. Muốn lên cá nhiều cá lắm cả nhà. Cá để lâu luôn nhưng mà nó nuôi lâu rồi lên nó có cá to. Giờ này là anh em nó đang lên rồi cả nhà, nhưng mình bận mình xuống sau. Tí nữa tới nơi mình lại chia sẻ tiếp nhé cả nhà nhá. Đi đường nó rung máy. Đấy, cả con nhà đã tới rồi. Anh em đã đang lên lưới rồi cả nhà. Số to à? Sọc to lắm, to chưa? Đấy, loại tép này kho dưa ăn mới ngon đúng không? Là dãy dạch. Hôm nào là bữa gỏi này ăn mới ngon này. Gỏi này ăn ngon à? Gỏi này ngon. Đấy, có con to là lên chưa? Chưa. Cái đây, cái để cá này cả nhà. Nọc cá để đây, loại nọ ra loại đấy. Đưa cái cù đi. Đấy, đây là Đinh Xuân. Bấn mẹ mua máy nó ném vào máy quay ngu đấy. Ui dồi, nhiều chưa cả nhà? Đấy, cá bắt đầu lên nhá. Tôm cá. Cá kéo nó phi vào mồm thật đấy. Rất nhiều. Lên đầm này, hôm nay lên đầm. Tụt quần chưa? Ôi trời, đều quá. Cá kéo cá đánh tụt quần. Ôi, hello nhá. Hello, ngoài mình em về ông anh mình lên ao. Đấy, cái vực này là rất nhiều cá các bạn. Đấy, mong các bạn cho một like nhá. Một like. Đinh Xuân đi làm với Đinh Xuân với Quyền đi làm về cái là phải vào đây luôn ấy, giúp anh chị lên cá xong mới được về nhà ngủ được. Làm cá đêm mà. Cái này để gọi là cái lọc, để gọi là cái trang cá để lọc chấm chép mè trôi ra riêng ra đấy cả nhà. À, cân, con buồn nó đến nó cân. Đấy, ui, con mè to nhỉ. Ui, con đấy là mấy cân rồi anh ơi? 4 cân. Phải 4 cân đấy nhỉ. Đây lắm, ui, còn cái con nào trong kia mới to kìa. Ừ, 3 mạng.
xin ngồi đây. Đấy, tôn vào xin đấy. Đấy. Ừ, tôi mà có con chim to lắm mà ai thì cầm con chim xem nào. Úi dồi ôi. Con đấy mày mấy đấy, ủa to nha cả nhà ơi. 5 cân. Ui, đẳng cấp chưa? Thế tôi nếu mà có mấy con mà không câu được ấy. Vậy khó câu thật. Ôi. Úi, úi, hai. Quyền với Xuân bê cá khéo nó đấm vào mồm rồi lại gãy nốt răng ấy. Úi dồi ôi. Hello. To thế nhỉ. Hôm nay ông anh mình lên quả đầm này 20 tấn. Đầm cấp không người làm được 267 cơ anh ạ. Mời cả nhà nhá. 48. To nhỉ. Bây giờ mới đang dồn lưới vào cả nhà, tí nữa mới xúc mang lên đây để chờ người ta đến đã. Dứt nắm con tép dài các kiểu. Alo. Đấy, tha hồ vẩy cá sướng cả nhà. Còn cá khủng luôn. Chim. Chim to nhảy đấy. Úi giời ơi. Cá đấy, cá đấy. Úi giời ơi, to thế nhỉ. Eo ơi, chim nã rồi nhỉ. Ông chủ ơi. Con này phải, con chim này phải một yến à. Tôi kiểu này để đến 15 cân thì ăn nhá. Em bao không? Hả? Để 15 cân ăn nhá. Úi giời ơi, chim này. Dính mà lì. To nhỉ. Đúng là chim nã đời luôn. Đây là những ông chủ cân cá. Mặt đần đấy. Tươi như thế này hả? Hello. Chào cả nhà yêu nhá. Quay ông anh mình lên cái đầm này, cái đầm nhỏ nhỏ mà đâu nhỏ thì nhỏ thôi, nhỏ với xã hội thôi, nhưng mà tầm cỡ hơn một mẫu 15 tấn đấy. Ô tô này, một ô tô này, hai ô tô đấy. Nguyên hai ô tô này chạy đã là thoải mái rồi, và chưa nói là các xe máy kéo bỗng rồi cả nhà, chứ không phải gạn cạn thì nó mới càng nhiều nữa, nhưng mà kéo tịt đánh tỉa đấy. Để còn tiếp cả xe máy này này, thồ tiếp này, rất nhiều xe máy. Xuân đang làm gì đây? Đã xong đâu mà đã tắm thế? Xúc cá, cân cá này, vớt con tép dài dài, rất nhiều. Còn tép dài này kho với dưa ăn thì nó là bố đời luôn. Đấy, nhổ nắm thế nhỉ. Cái này tí nữa nó cạn nó vào nước, cả cái chao đấy là nó lại nặn hết. Đấy, rất nhiều. Đấy, chao trong ý bỏ đấy, nó mới sạch đỡ phải nhặt. Chao, cái con tép dài đấy nó ăn ngon hơn được cá to cả nhỉ. Xuân quát được chó cơ đó, giỏi nhỉ. Học của bác Tiến Nguyễn Ngọc. Quát được chó nạo náo thật đấy. Vào là vào. Yeah. Anh Đồng à, Xuân nó quát được chó à anh Đồng? Nó quát được. Thế giỏi nhỉ. Nó bắt chó hết vào chuồng. Yeah, nó bắt chó hết vào chuồng à. Rồi tí nó thả ra rồi nó thịt. Đây này. Chào đi, chào đi. Hai anh em chào đi cho anh. Chào. Bật anh một ít để tí về cho cả cái thằng cò em dạy, nó hẹn cho nó một nắm nữa. Hùng đi ăn. Hùng đi. Đi làm tiếc quá, đang điện sáng sớm điện mà tiếc quá, lại phải đi làm. Ừ, lại phải đi làm đấy. Ừ. Đấy mới tiếc. Sáng gọi hỏi tiếc quá nhỉ. Khổ quá luôn ạ. Này. Khổ. Thì thích cái con đấy này. Lại phải đi làm, chú lại phải đi làm khổ quá. Sao nó hay nhảy ra thế? Ôi giời.
Thôi không, bên đây không nặng đấy. Đây, xui mẹ này nhá. Xui mẹ này. Đấy. Phải chuyên tay không nặng ấy cả nhà. Nó có hai cái lồ. Đây. Đây là dưới đây là nhặt những con cá to vào, nhặt cho bì để chuyển lên. Đấy cả nhà. Nhiều cá lắm, con cá to không? Đấy. Đấy mới là một góc lưới cả nhà, còn là ra đây nữa này. Đấy. Dài lắm, mẻ đầu tiên nhé cả nhà nhá. Tiếp tục con nữa này. Đấy. Tinh vào. Quyền tinh lắm. Đấy là mình cứ chia sẻ đấy cả nhà. Để là hôm nay là lên cá của nhà Bùi Tôn, lên đầm. Đầm Bát Ngát bao la. Đầm này chú Xuân chú bảo là hai mẫu. Đấy. Lên cá đấy. Đấy. Cá này hơi khổng luôn đấy. Cứ 2 năm một lượt. Con nheo to chưa? Tôi thử sờ con nheo lên, nhưng con nheo lên được 4 cân không? Đấy, nheo dã man nhỉ. Nheo này gọi là nheo tàu đấy à? Nheo Trung Quốc. Nheo Trung Quốc. Không phải nheo úi dồi. Cả nhà bây giờ đã xong hết rồi nha, thu dọn hết chiến trường rồi đấy, cá mú rồi là sâu gọi hết chiến trường, nắng quá đấy, cần kiếp vẫn còn vừa kia, thế là xong hết rồi, công việc xong hết. Bây giờ là mời cả nhà lại vào làm bữa cơm với gia đình đấy, là cơm mượn anh em coi là kéo cá, anh em hàng xóm trong nhà kéo cá hộ đấy. Còn chú Xuân, chú Quyền thì là hai chú này phải về chiều lại có đi làm cả đêm đấy, sáng đi làm phát là về thẳng đây kéo luôn giúp anh chị đấy, chiều lại phải về đấy, chú lại kéo xong là xong công việc là về luôn, không ăn được, nếu đã ăn thì lại phải dăm ba chén rượu là không có thời gian ngủ mà đi làm cả đêm mà đấy, như thế mời cả nhà lại vào ăn cơm cùng với anh em nhà mình nhá. Đấy, theo thông phong tục ở quê mình là cả ao anh em con cháu đấy, có ai đấy là đến làm rồi làm giúp đấy, xong là nhậu nhẹt cứ thế thôi. Mời cả nhà vào nhá. Đấy, cả nhà vào ăn những cơm anh em mình nhá. Đấy. Cứ cơm như thường lệ thôi, thế thôi. Đây là làm những cái chó này. Con cá luộc này. Đấy, đồ xào này. Đây là thịt bò xào cần tây này. À, hành tây này. Cá tần cá hành, nói chung là đấy là bữa cơm. Nhờ anh em đến kéo rúc. Còn Bùi Tôn này đang múc rượu. Đấy. Tập trung vào cái này, này chú tôi đang lên cái đầm hai mẫu kìa. Rồi. Mời cả nhà nhá, ăn với anh em cho mình nhá. Nói chung là nó thằng kia nó phải là đúng hơn đường chính của nó. Mình đánh là đường thẳng như vậy. Đấy, đường chính. Nhấm lên các bố ơi, bốc quá đây. Đấy, cơm cày cơm cấy, thấy ăn có gì ăn vậy đây, của gia đình. Đấy, hai anh em kịch cái. Đúng rồi, hai anh em. Ừ, nó lại say nhé. Giống như mình đi từ Khanh lên đường Hàn. Đúng không, phục đâm đấy. Ra đây phải có xe nó ít thì ra nhiều thì phải bỏ lên phải dừng. Là phải dừng. Người ta phải nhường cái đường như thẳng này, nó thì nó là ý là gì cơ, cá đấy, bắt nó chấm vào đây, bắt món làm đấy, xấu non nha, ớt xay ớt kiểu con nào đi, tôm sai mà nó sai là sai cái còi cũng như cái cống ấy, phanh đường đấy. Còn đây là thịt chó mắm tôm nhá, không chấm mắm tôm chấm đây nha, đừng cho thịt chó vào đây, mắm tôm vào đây. Hai lần gừng úi lùi à, đứng hồi cái đấy hết rồi. Cho tính con tôm đấy là biển không kích rồi, cái việc bột canh thôi. Nó đang tắm, nó không được kéo cá, nó đang tắm này. Nó bảo là có thắng nhanh về. Lên đi nhá. Lên đi, bố đạo đâu, lên đây. Đấy, ông hôm nay còn dơ dẽn thơ kia. Ông cổ vũ con cháu thế là nhất trí rồi. Hai tay kéo cá.
Này, mắm tôm à? Ấy, bắp mắm chấm thịt chó chấm mắm tôm. Đấy. Àm. Ngửi lại tuyệt vời. Tuyệt vời một trời ngon lắm rồi. Ủa, biết mắm tôm ngon cả. Đi đi đi. Bơ me thì chấm cái đấy nhưng mà này nó chấm mà mạnh tay quá thì dúng rồi cho đấy tí đi đây này. Bố cho bố quả xấu mèo của nhà xấu mà đấy người gọt thế quả xấu mà ngày cũng gần trẻ này hôm nay mà tôi nói ông ấy thì cháu nhà rồi rất là mồm ăn uống cái miếng nhỏ nhẹ nó không lên được đấy ăn nó mạnh bạo mình có phải diễn viên điện ảnh là bên ngoại giao gì đâu mà phải ăn uống phải bốc vác người nhà nông thôn mình cháu bà thế ăn cháu thích được nó ngay mà mà thôi mình thỉnh thoảng cái ba bao cá bây giờ trẻ con này nó đương chơi ở trong chợ ra thì không ai nói hay được các cháu nhưng mà thấy nó lao nhanh từ cái ngõ đằng nhà biến ra còn nhà cháu nhà không bây giờ đấy là ông đi thế nào nè đi vào trong làng này là phải đi mình đi đấy ông đang làm view đấy cả nhà cũng nói là thế ngoài thì... năm nay là 87 tuổi làm view rất giỏi rất hiểu biết xã hội công nghệ đấy giờ là thịt chó trong mắm tôm nhân công nhiếc là cần thiết nó cứ dựa vào là về nó đi nó ăn ông bà rượu vào là nó cứ tít bừa đi nếu phải công nhân trước thì anh đi xây thì tháng thì nửa tháng này làm bữa thế thôi tháng này làm bữa được chúc mày có về không thì bảo không nhưng mà nói thì nó là nói thì nó là như thế thôi nhưng cũng hỏng từ những thằng già cũng đi nó dễ hơn thôi trong nàng thì cũng phải đi á thôi cái tư cái ba có dám đi nhanh đâu thế chậm đi sau đi nhanh nha xe đạp mất trước rồi mày xe mất đường tấn cho mày à? Vâng. Được rồi. Tấn 2 tấn gì đấy. Cái đống kia. Cái đống trên bờ nhiều hơn. Cái đống trên bờ. Trên bờ buồn lên đấy. Có 1.500 rồi ạ. 1.500 thì bán cho rồi. Rồi. Để nó nặng đấy. Đúng rồi. Thế. Rồi chuối xanh là thịt chó. Rồi nhiều quá một cái này. Nói luôn à. Đó, kết đây kết nhá. Hết đi nhá. Hết đi đã. Không chào học nghe hết đi. Ngồi bình hết đi. Chúng ta rồi nha. Nào hết đi. Quên nào. Đi. Chờ. Đấy. Chờ nó vào chơi một chút. 2 3 chén đầu. Đầu tí. Hết đi. À uống với thằng em cái thì nó hết đi. Chờ tao vừa vào ngập ly cấp tí. Hôm nay có 2 con nhèo với em ấy, em sụp từ sáng rồi. Bây giờ nhớ là lấy 2 con nhèo. Đấy. Hai con nhèo, 2 con nhèo cầu. Đây, em săn từ sáng ngày nào ăn nhèo cầu, nó cướp mẹ mất. Này, đúng là tôi nó bảo mấy con nó mẹ. Đâu xuống còn con nào rồi. Thiệt. Ông lại vừa hết mẹ rồi. Cái đi. Bố cho cứ được 1 con 2 con. Vâng, hôm nay bắt con nào ở trên nó giòn tình này. Ô tưởng là mình lên tới bắn xuống thổi cơm rồi mình ăn con nào rồi đúng cơm rồi nên quay lưng chạy ra mỗi thấy mẹ mì cá mà mình đi lên xe bắt đầu mình ăn nheo à thêm nheo tối rồi ta thấy là nheo nhìn hết rồi. Thế gì kia chúng tôi có thả nheo không có hết đấy gì hết đấy ba con có nheo mà ba con ở đây à từ to có mấy con này này tỉnh lắm. Không không đang giờ ăn cấm hút thuốc. Cấm hút thuốc ai đạo ơi? Cấm. Không có thuốc men gì cả. Không có đường đường đưa. Đang ăn cơm thuốc với men gì. Mời cả nhà nhá. Đây là lòng cá. Ông thông này bảo. Ông nước men nhảy đảo từ không tuổi cá đâu cắt này ao 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 này tôm chú 80 tuổi thì uống thuốc ngang này thì có mặt nhau chú là chú không thế cái đấy mình nói cả ao ai sáng ao đã người ta là nói thế thôi 50 cá đâu gì nó đấy để ra nó sang thì có thân biết nhà người ta được ai nếu ai được thôi nhưng mà các hàng nói là nó hiểu khi nó bảo nó thiếu gì uống riêng mới là ông khuyến cái rồi, hai uống uống riêng cạch lung tung à ý là cạch nhưng mà các vị nhớ của vũ tí rồi ai à tao cái này đó chó má này tôi ra là cứ nặng im thế rồi mình mất thôi mà tao đang quay sáng lúc này mới vào
bây giờ nhìn qua thắng xịt lắm. Chỉ là mưa to bà, to lên. Nói là ông ở cái rốt của ông. Thế còn người, ông thấy còn thống này nha mà. Ngồi uống nước từ đà ba, bùn mà phải đâu. Phải là vẫn là y. Người cá thế biết là vẫn là y. Thầy cũng nói chưa về à? Bà ông ăn cái khoai ông thiêu ở nhà. Thế thế sao mày cầu cấp cao hơn nó mày về trước nó à? Nâng thân nó cần kẻ vẽ, có tí rượu là nó hơn nghịch cái gì chứ. Rồi, nghề của nó phải giữ. Cái hai tầng này nó còn chưa phải đến nỗi về. Nếu mà là chiều uống thì uống không thôi, chưa đâu. Cái chiều qua nhà nào cũng dán tiền là tôi đéo rồi, sáng tới ra. Tiền quẳng là nét đen trắng bốc này. Người thế thôi. Đâu cao. Người tiền uống rồi. Nhưng mà còn có khả năng cho cái màu gì thì là màu trắng bệnh lắm. Có được. Một cam. Có được. Một cam nhẹ nhẹ thôi. Màu chanh mát. À, cả nhà mình lại lên cái nữa nha. Lên phòng khách. Lên phòng khách. Lên phòng khách. Phải không nhá? Đã sơn một tầng là tất cả không ngủ mày. Lên cam đen. Mời cả nhà nhá. Nếu nó sơn. Chờ mẫu vị. Lúc dư người. Chỉ có quà nó sang và nó sáng. Đấy là tao đi làm nhiều. Vâng, hãy cho em làm thủ tục đi. Đấy cả nhà, hôm nay mình chia sẻ con là 25 một lượt. Nhà bùi tôi hôm nay lên cái đầm 2 mẫu, đấy, chắc cũng được 30 tấn cá to nhỏ. Đấy, cả nhà đây cũng lại nhờ anh em đến kéo cá rồi là lại có tí lai ra. Thế là theo thông thuộc thông gọi là cái gì nhỉ của tục lệ quê nhà mình đó như thế. À, nhờ anh em con cháu họ hàng hàng xóm con nói chung cứ vớ được ai là nhờ mượn người đấy là đến kéo cá lên cá gánh hộ. Gánh suốt từ sáng nhiều lắm, mình chỉ quay trích đoạn đấy thôi còn cũng nghỉ để còn làm tập trung vào mà. Ở video cũng tương lượng nhá, mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà theo dõi nên vẫn là hay cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho biển nhé. Hẹn cả nhà đến sau. Chào các cả nhà yêu. Hẹn cả nhà đến sau nhá.